Một lữ đoàn Ukraina gồm hàng nghìn binh sẽ được huấn luyện tại Pháp và được trang bị xe tăng chiến đấu hạng nhẹ, pháo binh và vũ khí hạng nặng do Pháp cung cấp sắp ra tiền tuyến. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lữ đoàn bí mật được Pháp huấn luyện, trang bị tận răng sắp đổ về chiến trường Ukraina. Nga đưa xe bọc thép tiến vào Kupiansk, tiếp lửa cho các mặt trận đang cháy rực. Nga không hết tên lửa như phương Tây dự đoán, Ukraine ra sức chịu trận. Thưa quý vị, trong hơn 2 tháng, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở miền Đông và miền Nam nước Pháp. Báo cáo của hãng thông tấn AP cho biết, một lực lượng đặc nhiệm của quân đội Pháp có tên là Champagne đã tiến hành khóa huấn luyện và hơn 2.000 binh sĩ đang trải qua những phần huấn luyện cuối cùng trước khi họ trở về Ukraine để tham gia chiến đấu. Lữ đoàn được đặt tên là Annie of Kiev, theo tên một công chúa ở Kiev, đã trở thành nữ hoàng nước Pháp, dự kiến sẽ có 4.500 thành viên. Theo quân đội Pháp, lực lượng này dự kiến sẽ được trang bị 18 xe tăng hạng nhẹ AMX-10, 18 khẩu pháo Kesa gắn trên xe tải, 128 xe bọc thép chở quân cũng như các hệ thống tên lửa chống tăng và phòng không. Pháp thường gọi AMX10 là xe tăng hạng nhẹ, nhưng nó lại được nhiều người coi là phương tiện trinh sát và chiến đấu bọc thép. Theo quân đội Pháp, trước khi đến Pháp, hầu hết các binh sĩ chỉ được huấn luyện cơ bản vài tuần. Một đại tá Pháp cho hay, họ đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ họ có thể chiến đấu, họ có khả năng cơ động cao, họ có thể sử dụng các chuyên gia khác nhau và sử dụng các thiết bị khác nhau mà họ sẽ sở hữu trên chiến trường. Chính quyền Pháp cho biết quân đội Ukraine cũng đang huấn luyện các binh sĩ khác để đầu quân cho lữ đoàn này ở Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, các nhóm binh sĩ Ukraine đã được quân đội phương Tây huấn luyện tại các địa điểm bên ngoài Ukraine. Theo báo chí phương Tây, điều này đã giúp binh sĩ Ukraine được huấn luyện tốt hơn so với lực lượng của Nga, mặc dù Nga có lợi thế quân sự ở nhiều lĩnh vực khác. Tình báo phương Tây đã chỉ ra rằng quân đội Nga hầu như không được huấn luyện trước khi được gửi ra mặt trận, và chiến lược giành chiến thắng của Nga dường như dựa trên việc cố gắng áp đảo quân đội nhỏ hơn nhiều của Ukraine thông qua số lượng binh lính và trang thiết bị ưu việt hơn. Lữ đoàn mới của Ukraine đã bước vào cuộc chiến với Nga ngay vào thời điểm cực kỳ quan trọng. Nga đang dần tiến lên ở miền đông Ukraine, trong khi Ukraine kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đồng minh. Các quan chức Ukraine cũng cho biết có tới 11.000 binh sĩ Triều Tiên hiện đang có mặt để giúp Nga đẩy lùi lực lượng của nước này ở khu vực Kursk của Nga. Đồng thời, Ukraine đang hồi hộp chờ đợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, và đã nhiều lần chỉ trích mức độ viện trợ quân sự hào phóng của Mỹ dành cho Ukraine. Tùy thuộc vào ông Trump, sự giúp đỡ mà châu Âu dành cho Ukraine, chẳng hạn như việc Pháp huấn luyện một trong các lữ đoàn của họ, có thể trở nên quan trọng hơn đối với khả năng chiến đấu của Ukraine. Thay vì sử dụng từng nhóm bộ binh nhỏ, Nga đang đưa xe bọc thép tiến thẳng vào Kupians nhằm tăng cường lực lượng cho các mặt trận Kursk và Poros đang cháy rực. Một vài chiếc xe bọc thép của Nga lăn bánh về phía nam dọc theo con đường chính vào Kupians. Kiev cho rằng Moscow sẽ tiếp tục tấn công theo các nhóm nhỏ, chiến thuật tiêu chuẩn mà Nga sử dụng kể từ khi xung đột mở rộng ở Ukraine. Vì thế, các lực lượng của Kiev không mong đợi Nga triển khai chiến thuật này ở Kupians. Đây là thành phố cách mỗi địa điểm chính của cuộc xung đột khoảng 160 km, bao gồm tỉnh Kursk ở phía tây nước Nga và khu vực quanh thành phố pháo đài Poros ở tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Do đó, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 114 của Ukraine và các đơn vị lân cận đã rất bất ngờ khi các phương tiện của Nga xuất hiện ở phía bắc Kupian. Có vẻ họ đã di chuyển vài km từ vị trí ban đầu để đến thành phố này, các UAV của Ukraine đã được triển khai để tiêu diệt quân đội Nga xâm nhập, nhưng điều đó không làm dịu đi những lo lắng của các lực lượng phòng thủ ở Kupian. Yuri Goski, một binh lính Ukraine cho biết, đã có sự thay đổi về cán cân quyền lực xung quanh Kupian. Quay trở lại tháng 6 và tháng 7 cũng như vào cuối mùa xuân, ông cho biết các nhóm bộ binh nhỏ của Nga gồm khoảng 10 người thường nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nhưng tình hình thay đổi khi mùa hè chuyển sang mùa thu các lực lượng của Ukraine đã mệt mỏi và bị kéo căng trên toàn bộ tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Song đó không phải là lý do duy nhất khiến thế trận thay đổi theo hướng có lợi cho Nga. Bộ binh Nga không còn chỉ ngồi trong chiến hào hầu hết thời gian và chờ UAV của Ukraine lao xuống tấn công nữa. Các trung đoàn Nga ở phía bắc Kupiansk luôn có đủ bộ binh và hiện họ đang được tiếp thêm động lực chiến đấu. Nguồn gốc của động lực đó hẳn đã rõ ràng. Theo giới quan sát, dự đoán rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gây sức ép với Ukraine để đồng ý một lệnh ngừng bắn trao cho Nga quyền kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine mà nước này đã chiếm đóng. Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội nỗ lực hết sức, chiếm càng nhiều lãnh thổ Ukraine càng tốt. Trước lễ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra vào tháng 1. Nga đang ưu tiên các mục tiêu chính trị hơn hết thảy. Emin Kasehmiu, một nhà phân tích thuộc nhóm Blackbird Group cho hay, điều đó đã chuyển thành các cuộc tấn công mạnh mẽ. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine dự đoán Điện Kremlin sẽ tăng cường lực lượng cho các khu vực Kursk và Poros bằng cách chiếm Kupian. Vì lý do đó, viễn cảnh về một cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương vẫn chưa rõ ràng trong thành phố. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi được sự thật rằng một nhóm người Nga đã tràn vào Kupian trong những ngày gần đây mà không bị quân đội Ukraine phát hiện ra. Kết quả ở quy mô chiến thuật đã thấy rõ, Gorsky viết, những gì xảy ra ở quy mô rộng hơn vẫn còn phải chờ xem. Liên quan đến chiến sự Ukraine, các viện nghiên cứu và cơ quan tình báo phương Tây đã nhiều lần dự đoán rằng Nga sẽ nhanh chóng cạn kiệt tên lửa. Nhưng sự thật thì lại ngược lại. Vậy đâu là lý do? Gần 1.000 ngày của cuộc chiến đã trôi qua, Moscow vẫn chưa cạn tên lửa. Hơn nữa, so với đầu năm 2023, họ đã tăng gần gấp đôi số lần tập kích bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine. Theo tổng kết của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, trong năm 2023, Moscow thực hiện 466 vụ phóng tên lửa, nhưng chỉ riêng 4 tháng đầu năm nay, họ tiến hành 800 vụ, gần gấp đôi tổng số cả năm trước. Hiện lực lượng Moscow sở hữu khoảng 950 tên lửa đạn đạo chiến thuật và hành trình, đồng thời tổ hợp công nghiệp quân sự trong nước cung cấp cho chiến trường từ 115 đến 130 tên lửa chiến thuật mỗi tháng. Số lượng tên lửa trên bao gồm cả loại Kh-31 chống radar, Kh-59 tấn công mặt đất, được trang bị rộng rãi trên các dòng máy bay tiêm kích Su-30SM và Su-34, Su-35, bao gồm cả Su-57 thế hệ 5. Mùa hè năm 2023, Nga đã bắt đầu sản xuất UAV Geron-2. Ukraine và phương Tây cho là đã sao chép mẫu UAV Shahed-136 của Iran ở cơ sở Jelabuga, và trong vòng một năm, Moscow dự định sản xuất hơn 6.000 chiếc. Vào năm 2024, lực lượng Moscow bắt đầu chiến dịch săn lùng triệt để lực lượng phòng không Ukraine. Lúc đó đã có dấu hiệu hồi phục do sự giúp đỡ của phương Tây và bắn hạ nhiều UAV Giron 2 và trực thăng của Nga. Trước tình huống đó, Moscow thay đổi chiến thuật, sử dụng ồ ạt UAV Giron 2 làm lực lượng tiên phong trong các cuộc tấn công bão hòa nhằm thu hút sự chú ý của các hệ thống phòng không và ngay sau đó đòn đánh chí mạng bằng tên lửa bắt đầu chút xuống. Đây cũng là lý do tại sao trong năm nay, loại tên lửa tầm ngắn được Moscow sử dụng nhiều hơn so với năm 2023. Loại đạn tên lửa này tuy có tầm bắn tương đối gần, nhưng chủ yếu nhằm mục đích chế áp các hệ thống phòng không của Ukraine, nhất là radar. Khả năng tấn công liên tục của Moscow vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ đã khiến lưới bảo vệ bầu trời Ukraine chịu áp lực rất lớn. Đặc biệt, việc lực lượng Kiev mất các thành phần quan trọng, bao gồm cả những hệ thống radar trinh sát của tổ hợp Patriot, nên khả năng ứng phó với các cuộc tấn công tên lửa ngày càng tăng của Nga trở nên khó khăn hơn. Sau vụ nhà máy nhiệt điện Chipiska ở vùng Kiev bị đánh hỏng, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận nhà máy bị phá hủy vì việc bảo vệ bầu trời của phòng không Ukraine hóa ra là không hiệu quả. Một năm trước, các cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật có thể được tính trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 100 tên lửa hành trình không đối đất KH-59 được phóng đi. Riêng với tên lửa hành trình tầm xa KH-101 và Calibri thì mức độ sử dụng lại giảm, có khả năng do hiệu quả của những tên lửa này không thực sự cao. Theo đánh giá của Rusi, từ đầu năm đến nay, Moscow sử dụng cho đến 20 tên lửa hành trình KH-101 và Calibri. Theo các nhà phân tích, tổng cộng có ít nhất 800 tên lửa Kalib đã được sử dụng kể từ thời điểm xung đột bùng nổ. Hiện Nga còn khoảng 270 tên lửa loại này trong kho, nhìn chung vẫn còn khá đủ. Trong khi đó, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M lên phiên bản Iskander-1000, có tầm bắn 1.000 km và độ lệch mục tiêu theo tính toán còn 5 m gây lo ngại cho Ukraine. Nhìn chung, lực lượng Moscow không giới hạn việc sử dụng tên lửa Iskander-M trong các cuộc tấn công kiểu phẫu thuật. Ngoài ra, các dòng tên lửa tiên tiến nhất của Nga cũng được đưa vào thử nghiệm trong thực chiến, đặc biệt là loại siêu vượt âm 3M22 Jikon. Mặc dù tên lửa Jikon đã được đưa vào sử dụng, nhưng nó đang ở giai đoạn tinh chỉnh công nghệ. Điểm đặc biệt của tên lửa này là tuy có tốc độ siêu âm, nhưng trong pha cuối tiếp cận mục tiêu, tên lửa vẫn có tốc độ của tên lửa hành trình. Theo dự báo, kho dự trữ hàng nóng Jikon có thể lên tới 40 quả, cộng với khả năng bổ sung hàng chục đạn tên lửa một tháng. Ukraine cho rằng tên lửa Jikon và dao găm đều có thể trở thành con mồi của hệ thống phòng không Patriot ở giai đoạn cuối cùng khi chúng phải giảm tốc độ bay xuống Mach 3-4. Kể từ mùa đông năm ngoái, một loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ trên không thế hệ mới của đối phương đã bắt đầu xuất hiện trong số liệu thống kê của Ukraine. Đó là tên lửa KH-69, được cho là phóng đi từ máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. KH-69 là tên lửa hành trình không đối đất đặc biệt của Nga. Điều khác thường của nó là bề ngoài trông giống hệt tên lửa hành trình Storm Shadow SCALP của Anh và Pháp và Taurus của Đức, tức là chúng có hình dạng khá giống nhau. Tính năng ưu việt của KH-69 được cho là nằm ở mặt cắt ngang và thiết kế khí động học theo tiêu chuẩn châu Âu, giúp giảm thiểu tín hiệu phản xạ radar, chống lại sự đánh chặn của đối phương. Trên thực tế, KH-69 là phiên bản nâng cấp sâu của tên lửa KH-59MK2, được chế tạo đặc biệt cho máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại